Làm thế nào để bạn có thể trẻ hóa cơ thể của mình ngay tại nhà? Làm thế nào để bạn có thể là có những cái bài tập rất là đầy đủ, chi tiết mà không phải đến phòng tập, ở ngay tại nhà của mình, tập với người thân yêu của mình? Thì hôm nay Kim Ba sẽ chia sẻ các bạn một hành trình yoga 90 ngày trẻ hóa cơ thể của chúng ta nhé. Thì hiện tại thì Kim Ba đang triển khai chương trình này, đang có gần 20.000 người tham gia tập luyện các bạn ạ. Giờ phút này các bạn mới biết thì cũng không sao cả, càng đông càng vui đúng không? Thế thì Kim Ba đã xây dựng một chuỗi gồm 90 video đầy đủ chi tiết như một buổi tập trên lớp. Tất cả các video đều có đầy đủ như là khởi động, thư giãn, chi tiết, và mỗi ngày chúng ta sẽ thực hành để làm sao giãn mềm các cơ thể chúng ta, săn chắc cơ thể chúng ta. Và trong mỗi cái bài tập có những bài tập riêng biệt dành cho cổ vai gáy, dành cho lưng, dành cho người huyết áp, dành cho những người mà muốn ngủ ngon, thư giãn hơn, rất là đầy đủ. Thì hôm nay tớ hướng dẫn các bạn để tham dự được chương trình miễn phí này nhé. Miễn phí nhưng mà nó còn giá trị hơn, thậm chí nó còn giá trị hơn cả những cái video mà nhiều người đang bán có học online một video đấy các bạn ạ. Rất là chi tiết, đầy đủ luôn. Và trên kênh báo Dân Trí cũng đã đưa tin về cái chương trình này, rất là thú vị. Chương trình Dân Trí đã đưa tin về cái hoạt động về chuỗi video rất là khác biệt này. Thế bây giờ bạn có thể vào Facebook trước tiên để tham dự chương trình này. Bạn mở Facebook của bạn ra, rồi bạn tìm cái nhóm sau. Kim Ba đang có một nhóm gọi là Thử thách Yoga 90 ngày trẻ hóa cơ thể cùng với Kim Ba. Bạn cần gõ cái từ khóa này. Bên dưới tôi sẽ gửi link video để các bạn có thể truy cập vào nhé. Thế thì bạn tham dự nhóm này. Và nhiều bạn hỏi, thế thì tôi chưa tập bao giờ thì có tập được không? Trả lời các bạn, chuỗi này nó đơn giản lắm. Nó dễ, nó từng ngày nó lưng lên một chút. Mỗi ngày tôi hướng dẫn cho các bạn từ hít thở như thế nào, từ tập như nào cho đúng, từ chỉnh sửa ra sao, cách cách bạn tương tác với Kim Ba như thế nào, để tôi có thể hướng dẫn chỉnh sửa cho bạn. Hàng trăm huấn luyện viên sẽ hỗ trợ các bạn trong chương trình này, nên bạn yên tâm. Thế thì nhiều bạn bảo, thế thì tôi bị thoái hóa cổ, tôi bị bệnh A, bệnh B, C thì có tập được không? Thì trả lời các bạn ấy, thì chỉ có mỗi cái là vẫn đi lại được thì vẫn tập được, yên tâm. Cứ bạn còn đi lại được, nghĩa là tập được, không ảnh hưởng gì cả. Tập rồi nó mới khỏe chứ, đúng không? Hay tôi già tôi tập được không? Già thì chả ảnh hưởng gì cả, già thì càng phải tập cho người mình giãn hơn, chứ nếu không tập luyện thì sức khỏe mình càng ngày càng đi xuống. Để chuẩn bị cho cái chương trình này thì các bạn chỉ cần có thảm thôi, yêu cầu thì vẫn phải có, cần có cái thảm tốt tốt thì càng tốt. Đấy, thì bạn truy cập vào nhóm gọi là thử thách yoga 90 ngày trẻ hóa cơ thể cùng với Đặng Kim Ba. Thì bạn để ý này, ở trên đây có mục gọi là mục hướng dẫn, bạn ấn vào mục phát bạn vỡ òa luôn. Thì trong mục hướng dẫn này Kim Ba thành cái mục này, cái chức năng này là Facebook họ cho phép để chúng ta có thể thiết lập ra những cái giáo trình giống như một bài giảng ấy. Thì bạn làm theo trình tự sau. Để tập luyện ấy thì bạn kéo xuống cái chương 1. Đây này, chương 1. Thì ở đây Kim Ba chia ra thành 10 bài 1, 10 bài 1. Thì bạn nhớ tập theo trình tự. Tôi biết rằng rất nhiều bạn thấy ví dụ như là siết bụng như thế nào, bạn thích bụng bạn chỉ tập mỗi bài này thôi, thì các bạn cứ tập theo đúng trình tự đi. Tại vì thông qua mỗi cái bài tập mà trong đây ấy, thông qua mỗi bài tập nó không chỉ là tập, mà tôi là một kỹ thuật, đây là một kỹ thuật gọi là gamification, nghĩa là phương pháp đào tạo nhưng có sự tương tác. Tương tác, yên tâm, bạn sẽ cảm giác như là bạn đang tập luyện ngay tại phòng tập. Bạn tập qua video nhưng bạn có cảm giác như tại phòng tập. Đây là câu trả lời của rất nhiều người bạn đã tập luyện rồi. Để làm được điều đấy thì bạn phải sử dụng những cái thiết bị, những cái sự tương tác rất là đặc biệt. Và sau mỗi ngày tập luyện bạn sẽ hiểu hơn một chút về yoga. Nó khác biệt là nhiều bạn ấy, tôi thấy rằng nhiều bạn đi tập ấy, đến phòng tập xong rồi về xong rồi hỏi là ơ hôm nay tập cái gì ấy? Họ bảo đi tập yoga. Ai chỉ biết tập yoga nhưng hôm nay tập cái gì, họ bảo không biết. Đấy, đấy là một vấn đề đúng không? Nên yên tâm, thông qua mỗi bài tập thì bạn sẽ hướng dẫn, chia sẻ những bí mật mà đáng ra chỉ huấn luyện viên họ mới biết thôi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách là tại sao cái tay của bạn nó bị thoái hóa, nó cần vươn bao nhiêu độ thì nó không thoái hóa, cái cổ bạn nó xoay được bao nhiêu độ, cơ bụng bạn thế nào là siết cơ bụng, ăn uống thế nào làm giảm cân và tăng cân. Thì trong 90 ngày, mỗi ngày trong quá trình khi ba dạy chia sẻ các bài tập bạn tập theo, thì tôi sẽ hướng dẫn bạn thêm một cái mẹo nhỏ nữa. Và cứ dần dần theo 5 tháng với 90 ngày, bạn sẽ có một kiến thức nền tảng không khác gì một người tập chuyên nghiệp luôn. Tập chuyên nghiệp luôn. Thế thì bạn nhớ bạn truy cập vào nhóm là 90 ngày trên màn hình nhá. Trên mình 90 ngày. Thế cái nhóm này rất là thú vị, là để các bạn có thể có cái tập luyện ở nhà, nhưng mà các bạn muốn gọi là sửa bài thì các bạn có thể đăng bài ở trong đây. Các bạn thấy là rất nhiều bạn đã đăng bài ở trong đây đúng không? Ví dụ như là ngày 73 em lên được bánh xe sau 40 năm, 8 năm sử dụng. Nhưng đến những ngày đầu thử thách đã lên được nhưng chưa có đủ kiến thức và tự tin lắm, nhưng đến hôm nay báo cáo thầy giáo là đủ tự tin lên được tư thế anh xe một cách an toàn và đầy đủ. Các bạn thấy tuyệt vời không? Thì các bạn có thể đăng các cái bài tập vào đây, đăng các bài tập vào đây, các bài, các hình ảnh, các video vào đây. Thì trong đây các bạn thấy để ý thi thoảng sẽ có các cái trợ lý của tớ, ví dụ trong danh sách này, trên màn hình này. Và nhóm này hoàn toàn miễn phí nhá, nhớ là cái nhóm này miễn phí là miễn phí đấy. Đấy thì danh sách là có các cái đâu nhỉ, tớ gõ trợ lý này, thành viên 18.000 người.
thì các bạn này là các bạn hỗ trợ support cho Kimba để hướng dẫn các bạn chỉnh sửa các bạn tốt hơn, và họ cũng là huấn luyện viên mà do mình đào tạo ra, thì ta sẽ hỗ trợ các bạn. Ok chưa các bạn? Nhớ là ấn vào đường link dưới nhá, đi mua một cái thảm. Thế là bắt đầu luôn thôi, chứ không cần quá nhiều kinh tế gì cả. Đấy, các video đều là HD hết và rất là nét, và tớ đã tắt hết chức năng quảng cáo ở giữa video rồi, nên quá trình bạn tập nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn. Nó giống như các video khác họ đăng trên YouTube họ kiếm tiền quảng cáo, thì video của mình đã tắt các toàn bộ cái quảng cáo ở giữa video, nên là bạn xem một cái là dòng chảy từ đầu đến cuối thôi, nên là rất thư giãn. Và tiếp theo tớ còn gửi tặng các bạn một đống video về nhạc thiền, về thư giãn để bạn có thể chèn vào. Các video Kimba thì phần lớn các video tớ sẽ tắt nhạc vì lý do liên quan bản nhiệt âm, bản 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 quyền, nên các bạn có thể là bổ sung thêm bằng việc là bật các cái video ngoài, các cái điện thoại ngoài lên, trong đó có nhạc và thư giãn nhớ nhá. Thì đây là một chuỗi thử thách rất là thú vị, có thể giúp bạn tập luyện ngay tại nhà được, dành cho mình một ngày 1 tiếng thôi, đúng giờ đấy và đấy, tập theo trình tự, xong rồi trả bài vào trong nhóm. Trả bài trong nhóm, tại sao phải trả bài? Nó mới tạo ra năng lượng của mình. Mình cứ tập theo âm thầm thì mình không biết đúng hay sai, đúng không? Đó là lý do các bạn tập online là hay lo lắng điều đấy. Còn nếu bạn quý mến, bạn muốn tham dự lớp học đặc biệt thì tôi có học lớp học online, nhưng trước tiên cứ tập hết 90 ngày này đã, trẻ đẹp xinh gái đã rồi tính tiếp. Ok chưa các bạn? Rất thú vị đúng không? Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe trong video vừa rồi, và chào đón các bạn đến với chuỗi thử thách yoga 90 ngày trẻ hóa cơ thể cùng Kima. Hẹn gặp lại bạn vào bài tập ngày đầu tiên. Bye bye các bạn.